chỉnh này, máy bộ ảnh LK1900B này, loại bảng xanh nhá, nó bị kẹt nhíp này. Kẹt nhíp này, tắt máy đi này. Ấn vào ly phần mò này, đẩy về cái chỗ mục 13 này, kiểm tra chế độ này, đẩy về mục 7 này, chế độ kẹp nhíp này, ấn bút chì vào này, đây, nó đang kẹt này, đây mình kẹt thì mình đẩy nhíp lên này, ấn nút cộng này, đẩy lên này, đẩy lên này. Cứ đẩy lên tiếp này. Đây cái này nó sẽ nằm trên cái này khoảng 2 ly này, từ đây sang này, xong ấn thêm 3 nhịp nữa này, ấn vào cái dấu cộng này, đừng căn theo bảng ở số trên máy nhá, ấn này, khi cái này nó mở ra ấn thêm 3 nhịp nữa này, khi đẩy hết cỡ, đẩy cái nhíp này nó lên hết cỡ này, cái này nó mở ra đúng 3 lần cộng này, 1 này, 2 này, 3 này, đấy đúng 3 lần như vậy, xong ấn lì nút này, lì nó nhớ này. Ông dậm mà ga này. Đấy, kẹt nhíp hết kẹt. Ấn đúng 3 lần cộng thì nó về 1 là nó nhả nhá. Nhưng cái dòng này nó đẩy lên. Khi mình đẩy cộng lên là nó lên hẳn, mà khi lùi về là khi mình ấn nhớ là nó sẽ lùi về sau. Đẩy lên thì nó ấn nhớ sẽ tiến lên. Đấy, mình cứ đẩy con nhíp nó ra hết cỡ này. Đấy, 3 lần. Khi mà bắt đầu nó chuẩn bị mở nhíp này, 1, 2, 3 này. Đấy, nó mở nhíp đấy, 3 lần. Xong ấn lì nút nhớ là được. Đấy, ấn lì nút này. Xong rồi dặn chân. Đấy, ví dụ nó đây nó cho nó kẹt ở cái mục trên cao nhá, đây mình để cho nó kẹt từ trên cao này, đấy nó cao này nhá, tắt máy đi, bật ấn ly vào chỗ kiểm tra nhíp này, vào mục 7 chế độ kiểm tra nhíp này, nó đang ở cao này. Đấy, thì mình lại ấn trừ để lùi về này. Lùi về đến cái khoảng nhíp vào này. Đấy, nó đang bị lùi về này. Đấy, mình lại căn đẩy lên này. Bắt đầu mở nhíp này. 1 này. 2 này. 3 này. Đấy, đúng 3 thì mình ấn lì vào. Ấn nhớ này. Đừng có căn theo số ở trên máy, số trên máy không chuẩn nữa. Xong dặn con, kể cả khi mà mình không cần phải mở mặt này ra không vậy. Mình cũng căn ở dưới. Đấy, nít nó đẩy ra, mình nhìn xuống dưới không, mình cũng đẩy treo nhìn 3 nấc.